Có chồng mà chết rồi, chết năm 2007. Có một mà nó không biết, một là mẹ nó không biết. Nếu con mua ổng, ông xin về nuôi đó. Con ngô cái mặt. Đúng rồi. Nhưng mà tôi cũng thương, nó thương như con ruột nữa. Cho đi học á, cho đi học đàng hoàng, giờ học dùng lợi chung á. Rồi cái nó đi theo bạn bè nó chơi xong, xong rồi nó lấy nhà ta của con luôn. Ba đứa luôn mà tôi, bao nhiêu người khuyên tôi nói là bà đừng có nuôi đứa nào mà tôi bỏ được. Tôi thương nó quá, nó không có con người nào. Cũng như là đi làm chạy vàng cho người ta, làm thêm là đúng không ta. Không có chu cấp gì, tôi tự lo đó. Hai mẹ con tự lo đó. Ủa? Ba đâu có chu cấp đâu. Hai mẹ con tự lo. Tụi nó thương người ta lấy người ta. Mà người ta nói, người ta nói là tiến tới đám cưới. Nhưng nó thấy là thì bị vì gia đình người ta không chịu nó. Bây giờ thằng đó nó đứng ra nó cưới thằng nữa. Con này nó không có đâu, nó có hợp với hoàn cảnh. Con mày ơi, mẹ con mình quá nghèo luôn. Bên gia đình bên ảnh ba má ảnh quá giàu luôn, không có hợp hoàn cảnh mình. Một ngày mình có giấy số của mình, mỗi ngày nó hai trăm hai trăm mười tháng này một trăm rưỡi trời, nó được chưa được 200 ngàn, 180 ngàn, nhưng mà phía trước sau cũng vậy.